Thưa quý vị, vốn có sở thích lắp ráp mô hình từ nhỏ, anh Phạm Viết Tâm, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa vẫn luôn dành thời gian để theo đuổi đam mê thiết kế, chế tạo ô tô mô hình. Đến nay đã có rất nhiều bản sao những chiếc ô tô nổi tiếng trên thế giới được ra đời từ bàn tay tài hoa của anh. Cái duyên để anh tìm đến thú chơi chế tạo mô hình khi năm 2001, thời điểm Covid-19 bùng phát, anh Tâm vô tình tìm đến thú chơi ô tô mô hình trên mạng. Sau vài lần chia sẻ bản vẽ miễn phí, anh đã thiết kế bản vẽ xe mô hình để bán trên trang web nước ngoài. Nhiều khách hàng từ các nước như Tây Ban Nha, Đức, Mexico, Phần Lan đã đặt hàng các mẫu xe độc quyền của anh. Trong quá trình tham gia chơi xe mô hình trên mạng, một công ty chuyên bán xe mô hình với tên gọi Tamo Decar của Australia đã ký hợp đồng với anh Tâm trong vai trò là người thiết kế sản phẩm. Đến nay, anh Tâm đã thiết kế hơn 100 mẫu xe ô tô mô hình đủ các chủng loại khác nhau. Để thiết kế ra một cái mô hình xe là mình phải nhận cái yêu cầu từ khách hàng. Cái loại xe gì khách hàng cần. Và sau đó khi mà khách hàng nhận yêu cầu là họ có yêu cầu thêm làm cái xe này nọ hay không. Hay là cơ bản chỉ là giống cái xe của họ đưa ra thôi. Thì sau đó lên mạng internet tìm thêm những hình ảnh mà có liên quan, đặc biệt cái xe này chung quy của nó hết là cái hình khối, đúng hình khối đúng không, thì mình sẽ tìm hình ngang, hình dọc, hình trên xuống, hình trước sau, để sau đó mình đưa vào máy tính rồi mình vẽ từng mảnh ra. Và đặc biệt là trong các công đoạn mà thiết kế thì cái phần khó nhất chính là cái đầu xe, tại vì ra đường nhìn thấy cái đầu xe mình biết đó là cái xe gì. Có thể nhìn bên hông á, mình có thể khó nhận biết cái dòng xe đó xe gì, nhưng mà nhìn cái đầu xe mình biết là gì. Thì vậy cái đầu xe là nó cũng có nhiều chi tiết, do nó trước nó có cái phần đèn, là cái phần cái lưới ở trước nó gọi là grill á, thì nó sẽ phức tạp, nên có một số dòng xe anh phải mất thời gian sửa đi sửa lại cái phần đầu xe rất là nhiều. Điều thú vị nằm ở chỗ những chiếc xe quen thuộc như Toyota Land Cruiser, bán tải Ford Ranger, xe cứu hỏa, xe trộn bê tông, cho đến những chiếc máy cày hầm hố đều được anh mô phỏng như thật, từ ngoại hình, logo hãng đến cả nội thất bên trong xe.